Chân xin chào các khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây mời quý vị đến với bản tin truyền hình sáng thứ Sáu ngày 11 tháng Giêng năm 2013. Thưa quý vị, tình trạng biến đổi khí hậu khiến Việt Nam mất khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm. Hôm thứ Năm tại Hà Nội, đại diện của Dara International, tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu môi trường, báo cáo về mức độ tổn thương của Việt Nam do sự biến đổi khí hậu gây nên. Báo cáo được thực hiện từ chương trình sáng kiến về tính dễ bị tổn thương do khí hậu của Dara International, gọi tắt là CVF, tức Climate Vulnerable Forum, Giám sát và đánh giá một cách tổng quát về tác động cũng như ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của 184 quốc gia trên thế giới từ năm 2010 tới năm 2030. Riêng Việt Nam báo cáo nói sự thay đổi khí hậu khiến Việt Nam bị thiệt hại khoảng 5% GDP, tức là tương đương với 15 tỷ đô la mỗi năm mà nếu không có biện pháp giải quyết khả dĩ thì mức thiệt hại hay tổn thất có nguy cơ lên tới 11% vào năm 2030. Hôm thứ Năm, các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản từ căn cứ không quân Okinawa được lệnh cất cánh khẩn cấp ngay sau khi radar phát hiện các phi cơ quân sự của Trung Quốc bay trên khu vực tranh chấp ở mạng bắc vùng đảo Senkaku do Nhật kiểm soát. Trung Quốc gọi nơi đây là điếu ngư thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Theo tin loan đi từ hệ thống truyền hình Fuji của Nhật Bản, chính xác thì các máy bay Trung Quốc không xâm phạm vùng trời của Nhật nhưng đã bay trên khu vực mà nhận gọi là không phận phòng hộ của Tokyo đã nói khi các phản lực cơ F15 của Nhật bay đến gần thì những chiếc máy bay Trung Quốc đã bay vòng ra khỏi khu vực. Hãng tin AP cho hay, phòng báo chí thuộc cục bảo vệ quốc gia Nhật Bản chưa xác nhận hay bình luận gì về vụ việc hôm thứ năm. Mặt khác, đại diện Nhật Bản và đại diện Nam Hàn hôm thứ năm đồng ý thảo luận và hàn gắn mối quan hệ đã xấu đi do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Tin cho hay, hai vị Thứ trưởng Ngoại giao Nhật và Nam Hàn đã gặp nhau tại Tokyo trong cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 12 tính từ năm 2005 đến giờ, nhằm mục đích trao đổi một cách thẳng thắn mọi quan điểm và hâm nóng mối quan hệ đã bị nguội lạnh sau khi Tổng thống Lee Moon-bok của Nam Hàn chính thức tới đảo Dokdo mà nhận gọi là Takeshima hồi năm ngoái. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên sau khi Nhật Bản có tân Thủ tướng Shinzo Abe và Nam Hàn có Tổng thống mới Park Eun-hee. Sau vòng họp vừa nói, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai cho báo chí biết rằng ông đã có một buổi nói chuyện xây dựng và hữu ích với Thứ trưởng Ngoại giao Ang Ho Jong của Nam Hàn về mọi vấn đề liên quan. Pakistan và Ấn Độ cố gắng kiềm chế phản ứng nhưng vẫn lời qua tiếng lại sau khi một quân lính Ấn bị chặt đầu tại vùng tranh chấp Kashmir. Phía Ấn Độ đã nêu vụ việc với đặc sứ Pakistan ở New Delhi, trong lúc các viên chức chính phủ Ấn lên án hành động cắt cổ họ cho là man rợ của phía Pakistan đáp lại ngoại trưởng pakistan nói bà lấy làm kinh hãi trước những cáo buộc của phía new delhi bà cho rằng không hề có người lính ấn nào bị chặt đầu mà chỉ có chuyện lính pakistan bị bắn chết vào khi các toán quân ở hai bên đường ranh Kashmir được lệnh không hành động, thì viên chức ngoại giao hai nước bày tỏ mong muốn làm cho tình hình dịu xuống. Lên tiếng với báo chí ở New Delhi, cao ủy Pakistan là ông Salman Bashir nói rằng tự chế trong lúc này là điều tối quan trọng để không làm hỏng tiến trình hòa bình mà hai nước muốn đạt tới về phía Ngoại trưởng Ấn Salman Kushi. Một ngày sau khi đưa ra những lời lẽ hàm ý phẫn nộ, ông bắt đầu dịu giọng và tuyên bố là Ấn Độ không nên và cũng không cho phép mình làm cho tình hình căng thẳng thêm, khiến chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Và thưa quý vị, hôm thứ Năm, Nga kêu gọi các cường quốc trên thế giới để cho nhân dân Syria quyết định tương lai của họ, chứ đừng tạo áp lực lên chính phủ đang bị chống đối của Tổng thống Bashir al-Assad. Trong văn bản với lời lẽ có phần cứng rắn, Moscow khẳng định mọi nỗ lực giải quyết đặc biệt đến từ Washington với ý định đẩy ông Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực đang nắm giữ đều là sai lầm bởi quyền lực dựa chọn và ý muốn nằm trong tay người dân Syria. Vẫn theo văn bản này, điều các nước có thể làm được là hỗ trợ và thúc đẩy những vòng đối thoại xây dựng ở Syria và đó cũng là quan điểm bất biến của Nga. Mặt khác, sau khi chính phủ Syria đồng ý trả tự do cho 1.200 người bị bắt để đổi lấy 48 người Iran bị quân nổi dậy Syria giam giữ, Ngoại trưởng Iran là ông Ali Akbar Salahi kêu gọi các nước Trung Đông cùng tìm kiếm một giải pháp cho Syria hơn là để ngoại bang, ý nói Tây Phương nhúng tay vào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ 6 của Đài Á Châu Tự Do. Chân nhiên xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.